Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp phần 2 của bài Canon Indie nha. Ở bài phần 1 chúng ta đã tới ô số 24 rồi ha. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần 2 ở đoạn C. Ở tay phải chúng ta sẽ có là Re Fa, rồi chúng ta nhảy lên Fa Mi. Có dấu nối cho nên là chúng ta sẽ giữ luôn Re Fa Si La Si Do dòng này nha. Re Fa Fa Mi Re Fa Si La Si Do. Ở tay trái thì mọi người sẽ lưu ý là để ý số ngón thật kỹ ha, tập thật nhiều. Tại cái này là giai điệu chính, tay phải thì là hợp âm thôi kèm theo, nên là chúng ta sẽ đánh kỹ tay trái ha. Re Mi Fa Son La Mi La Son Fa Si La Son La Son Fa Mi Re Si. Chúng ta nhảy lên Si Do Re Do Si, nghiêng qua ha. Si Do Re Do Si La Son Fa Mi Si La Son Fa Mi Re Mi Fa. Nó lặp lại hai lần đó. Lần nữa nha, mình sẽ đọc cho mọi người dễ làm theo. Re Mi Fa Son La Mi La Son Fa, nhảy lên Si La Son La, nghiêng số 1 qua Son Fa Mi Re Si Si Do Re Do Si Re Do Si La Son Fa Mi Si La Son Fa Mi. Rồi bây giờ chúng ta nói chậm này, khi quen rồi thì mọi người có thể nói chậm vào ha. Đầu tiên là kết hợp với Re Fa. Re Mi Fa Son La là trùng của nốt Mi, Mi La Son Fa, nốt Mi vẫn còn giữ ha. Si La Son La Son Fa Mi Re Si. Rồi trùng của nốt La. Si à, Si Do Re Do Si. Nè, Si Do Re là trùng nốt La. Re Do Si La Son Fa Mi. Si là trùng nốt Đô thăng Son Fa Mi. Thì nốt trắng sẽ có 4 cái móc đơn, như này mình đánh hết 4 móc đơn, 1 nốt trắng ha. Chúng ta nối lại nha. Re Mi Fa Son La Mi La Son Fa Si La Son La Son Fa Mi. Re trùng này. Re Si nhảy lên. Si Do Re Do Si La Son Fa Mi Si. Đó là cái mình nối vào ha. Tiếp theo, dòng tiếp theo nè, tay phải trước mọi người sẽ là Re Fa, là Fa, là Re Fa thăng và Re. Mình sẽ đánh là 1 3 3 5 4 2. Tiếp nè, Re Fa Re là Re Re Son Đô thăng và Mi La. Đó, lần nữa nha. Re Re Fa Re Re Son Mi La. Tại sao chúng ta sẽ đọc những cái nốt ở trên? Đó là giai điệu chính, ở dưới là nốt bè thôi ha. Tay trái thì cũng giống như lúc nãy á. Chúng ta sẽ nối chậm nha. Re Mi Fa Son La Mi La Son Fa nè. Si La sẽ trùng La Son La Son Fa Mi. Re sẽ trùng vô 1 3. Re Si nhảy lên. Si Do nốt La Do Si La Son Fa Mi. Đó, Mi là trùng nốt Son. Mi Si La Son Fa Mi. Đó, một lần nữa nha. Ở đây câu này khá là khó cho nên là mọi người cứ tập chậm như vậy đã ha. Mi Fa Son La Mi La Son Fa Si La Son La Son Fa Mi. Re Si nhảy lên. Si Do Re lát là Do Si La Son Fa Mi Si La Son Fa Mi. Rồi sang phần điệp khúc ở đoạn D, chúng ta sẽ để ý tới tập theo một đoạn ngắn nha. Fa thăng và La.
Set bên dưới cho mọi người cùng tập. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.